Xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc xe đạp mới của mình, United Clovis 3.10. Mình đã đi được khoảng độ 1 tuần và hôm nay quay review cho các bạn. Em này dùng thuộc Santur nhé. Rất là to nhưng khá cứng. Còn lốp dùng lốp Maxxis. Này dùng phanh dầu Shimano. Đường kính 160 mm. Thuộc trước là có khóa và trình độ nhạy phi lốt. Con này dùng dùng đĩa trước là 2 đĩa giò đạp Shimano, bàn đạp Aleco. Con này dùng bộ đề của Shimano Alivio. Đề này chuyển níp mới chuyển đĩa rất là nhạy nhé, rất ít khi trượt. Và điều hay là dây là đi âm vào càng. Dây đề thế. Còn bộ chuyển đề thì dùng dòng Shimano Antus. Phanh sau cũng dùng Shimano. Phanh đĩa dầu. Đây là cây cốt yên, cọc yên ấy. Mình đã thay sang loại cọc yên có giảm sóc của Santur N6. Thì cái loại giảm sóc cốt yên này rất là êm nhé các bạn. Mình thử cho bạn xem. Giá của cái cọc này khoảng độ 2 triệu. Rất êm. Rất phù hợp cho các bạn đi đường gồ ghề hoặc là đường thành phố có nhiều giờ giảm tốc. Cọc nước thì mình nắp thêm thôi, cả cái AirTag để phòng là xe bị thất lạc hay là bị trộm. Giá con xe MTB này mình mua là 12 triệu cộng máy nâng cấp, cộng yên này, thành 14 triệu. Thì đây là cái giá cấp của nó là 16 triệu, là được giảm 25%, là còn 12. Nhưng ở cái ngay cả giá 16 thì con này đi vẫn rất là đã nhé. Cấu hình tốt. Hai là khung rất là chắc và đi dây đi âm hết. Âm vào thân hết. Cả phanh sau cũng thế luôn. Nhìn rất là gọn gàng, sạch. Mới có một đoạn ở trước đây thôi. Trước con này thì mình cũng đi một con MTB khác. Tầm khoảng độ gần chục nhưng không, cảm giác nó không tốt. Con này là tốt hơn hẳn luôn.
rồi, video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn.